Xin chào, chào mừng các bạn đang quay trở lại với Thế kỷ 22. Khi nhắc đến những oan hồn không siêu thoát, nhiều người cho rằng đó chỉ là câu chuyện của sự mê tín. Thế nhưng tin hay không thì nó vẫn tồn tại. Và khi nhắc đến những câu chuyện về ma chơi quỷ ám, bạn sẽ nghĩ ngay đến những khu nghĩa trang, nghĩa địa, những khu hoang vắng đáng sợ. Thế nhưng thực tế thì nó vẫn tồn tại ở những lâu đài nguy nga lộng lẫy và thậm chí là cả những khách sạn hàng đầu trên thế giới. Ngay bây giờ, hãy cùng với Xuân Hương điểm qua những khách sạn hàng đầu nhưng có quá khứ vô cùng âu sầu và u ám ngay sau đây nhé. Top những khách sạn hàng đầu nhưng quá khứ kinh hoàng. Số 1, Chelsea, New York, Mỹ. Đứng đầu những khách sạn bí ẩn nhất thế giới là khách sạn Chelsea, New York, Mỹ. Khách sạn này đã được khai trương từ năm 1884. Nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều siêu sao, ca sĩ, họa sĩ nổi tiếng trên thế giới như là Bob Dylan, Andy Warhol, Jimi Hendrix. Sau khi mở cửa được ít năm, đến năm 1953, thì sự việc kỳ lạ về khách sạn này bắt đầu. Thomas, một nhà thơ nổi tiếng xứ Wales, lúc này tại khách sạn đã quá chén và rơi vào hôn mê. Ít lâu sau khi hôn mê, ông qua đời tại bệnh viện Thánh Vincent. Rất nhiều người đều nói rằng linh hồn của nhà thơ này đã lưu tại khách sạn từ khi ông bị hôn mê. Ông vẫn đinh ninh rằng mình vẫn sống mà không hề biết rằng thân xác đã bị chuyển đến bệnh viện nên vẫn còn bám trụ tại đây. Một số người cũng khẳng định mình đã bắt gặp hồn ma của Thomas đang ngồi viết thơ ở khu vực đại sảnh của khách sạn. Điều này cũng chưa đủ kết luận khách sạn Chelsea là khách sạn bí ẩn nhất thế giới. Vì câu chuyện về nhà thơ Thomas bị quên lãng, cho đến khi một vụ tai tiếng năm 1978 đã xuất hiện thì mới được người ta chú ý đến. Sự tai tiếng bắt đầu khi Sid Vicious, tay guitar của nhóm nhạc rock huyền thoại Sex Pistols, đã giết chết bạn gái Nancy khi sống chung với cô ta tại phòng số 100 của khách sạn Chelsea. Sau khi bị phát hiện, Sid Vicious đã bị bắt nhưng sau đó được bảo lãnh tại ngoại. Không lâu sau, Vicious đã chết trong một lần sử dụng ma túy quá liều trước khi bị tuyên án. Kể từ cái chết của Vicious, tại khu vực thang máy của chính khách sạn Chelsea, một số nhân viên trong khách sạn và du khách thông báo rằng đã bắt gặp hồn ma của nghệ sĩ này. Về lý do vì sao vong hồn của Vicious quay lại đây thì có nhiều người đồn đoán khác nhau. Nhiều người tin rằng Vicious không thể siêu thoát vì ám ảnh tội ác ở khách sạn Chelsea và quyết định ở lại khách sạn này. Số 2. Khách sạn bí ẩn Roosevelt, Hollywood, Mỹ. Đứng thứ hai của top khách sạn bí ẩn này là khách sạn Roosevelt tại Hollywood của Mỹ. Câu chuyện bắt đầu từ huyền thoại tóc vàng của điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe. Cô khách của khách sạn này khi tới Los Angeles tham dự buổi lễ giải Oscar lần đầu tiên năm 1929. Sau cái chết bí ẩn của Marilyn năm 1962, nhiều khách thuê phòng cho biết họ đã nhìn thấy linh hồn của cô, một người phụ nữ với bóng hình mờ nhạt nhưng lại dễ dàng nhận ra với mái tóc vàng rực rỡ. Cái bóng này thường xuất hiện tại căn phòng 246. Đây là căn phòng mà khi còn sinh thời Marilyn rất thích. Nhiều lời đồn rằng tại hồ bơi khách sạn lúc về khuya, bóng ma của Marilyn Monroe vẫn thi thoảng xuất hiện tại đây. Số 3. Langham, London, Anh. Khách sạn Langham đã có từ 150 năm về trước. Khách sạn này có địa chỉ ở quận Marylebone của thành phố London. Đây là một khách sạn cao cấp. Những nhân vật nổi tiếng thế giới như là Oscar Wilde hay là Mark Twain cũng đã từng trú chân tại đây. Với vẻ ngoài sang trọng và cổ điển, khách sạn năm sau này đã thu hút được rất nhiều khách hàng. Tuy nhiên, một điều hấp dẫn nhất của khách sạn đã khiến cho nó nổi tiếng và đã được nhiều du khách chứng kiến, đó là những hồn ma tồn tại từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Người đầu tiên có thể nói là tận mắt nhìn thấy những hồn ma đó chính là những phóng viên của BBC. Người phóng viên kể rằng, ông ấy thấy một người đàn ông trong phòng sau khi ngủ dậy. Người nam này mặc trang phục thời xưa, đứng ở trong phòng. Nhiều người khác cũng khẳng định tại phòng 333 có một con ma nam mặc trên người trang phục từ thời Victoria, thường xuất hiện vào tháng 10. Một số người khác cũng nói rằng họ nhìn thấy ở tầng 4 cũng có một con ma mặc quân phục được cho là Thái tử Đức. Người Thái tử này đã nhảy khỏi cửa sổ tầng 4 trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Số 4. Lâu đài Dalhousie, Scotland. Đứng thứ tư trong những khách sạn bí ẩn là lâu đài Dalhousie thuộc Scotland. Ngày nay, lâu đài này đã trở thành khách sạn. Khách sạn này nằm cách thành phố Edinburgh, Scotland 13 km về phía nam. Khách sạn trước đây là tòa cung điện Dalhousie, được xây dựng vào khoảng thế kỷ 12. Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, đến năm 1973, nó mới được tu sửa và cải biến trở thành khách sạn. Người dân xung quanh lâu đài đồn đại rằng
bóng ma của nữ hoàng Catherine vẫn còn trú ngụ trong pháo đài từ thế kỷ 13. Rất nhiều du khách và nhân viên tại chính khách sạn này đến hiện tại vẫn khẳng định nghe thấy tiếng thét của Catherine, tiếng thét giống như khi xưa bà đã ngã xuống chết vì đau tim. Đôi khi các du khách đến đây ở lại cũng khẳng định họ bị bóng ma Catherine giật tóc. Một số tin rằng họ còn nhìn thấy Catherine thường lãng vãng khắp các hành lang ở lâu đài. Số 5. Khách sạn bí ẩn Khumabi. Đứng ở thứ 5 vị trí khách sạn bí ẩn nhất thế giới là khách sạn Khumabi ở Anh. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1345, một người tên là Geoffrey đã bị ám sát tại khách sạn này. Cũng kể từ đó, sát nhân không bao giờ được tìm thấy. Có lẽ chính vì nguyên nhân này mà oan hồn của người đó vẫn tức giận và thường xuyên ném đồ đạc và đi lại suốt đêm. Nhân viên và khách ở lại đều nói khi màn đêm buông xuống, đồ đạc trong các căn phòng của khách sạn bị ném xuống kêu loảng xoảng, thường có tiếng bước chân đi lại vào ban đêm. Số 6. Ballygally Castle. Nằm thứ 6 khách sạn bí ẩn là Ballygally Castle, được xây dựng từ những năm 1625. Lâu đài Ballygally đến nay đã được chuyển thành một khách sạn. Người chủ cũ của lâu đài là bà Isobel Shaw vẫn tiếp tục đem đến cho du khách cảm giác lo sợ bằng cách gõ các phòng sau đó biến mất. Nhiều du khách đến đây kể lại rằng vào đêm khuya họ hay bị quấy rầy bởi những tiếng gõ cửa, nhưng khi mở cửa lại không thấy ai hay nghe thấy tiếng bước chân trước đó. Người dân ở đây nói rằng bà Shaw, chủ cũ của khách sạn, đã tự tử bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ phòng ngủ của mình sau khi bà bị chính chồng mình nhốt và bỏ đói trong nhiều ngày liền. Nên rất có thể những tiếng gõ cửa ấy là của bà So chào hỏi những vị khách đến nhà của mình. Số 7. Fairmont Palm Springs. Khách sạn Fairmont Palm Springs đẹp như tranh vẽ ở vùng núi Rocky, nhưng lại nằm trong danh sách những khách sạn bí ẩn nhất trên thế giới. Khách sạn bị đồn thổi rằng nó bị ám bởi hồn ma của một cựu nhân viên của khách sạn. Sam McCauley là một nhân viên khâu vác. Người này sau khi tuyên bố nghỉ hưu đã chết tại khách sạn này vào năm 1967. Sau khi ông chết, ông vẫn sống trong con mắt của một số khách và nhân viên. Những người này khẳng định đã nhìn thấy chính nhân viên cũ này trong bộ đồng phục khách sạn. Một số vị khách cũng cho rằng họ thấy một nhân viên khách sạn đứng sau họ và quan sát, nhưng khi nhìn lại thì không thấy ai. Ngoài ra, trong chính khách sạn còn có một cô dâu trẻ, người đã chết trong khách sạn vào ngày cưới của mình. Cô dâu này cũng đã được cho là hiện hình trong một số phòng của khách sạn ở đây với chiếc váy cưới của mình. Số 8. Stanley. Và cuối cùng trong danh sách này, Colorado Stanley được xây dựng bởi F.O. Stanley, người phát minh ra ô tô Stanley vào năm 1907. Khách sạn bí ẩn này từng truyền cảm hứng cho đạo diễn Stanley Kubrick thực hiện một bộ phim kinh dị là The Shining. Những câu chuyện ma ở đây được nhiều du khách chứng kiến. Họ kể lại rằng họ nhìn thấy bóng ma của những đứa trẻ thường đang chơi đùa ở hành lang tầng 4 của khách sạn. Ở khách sạn này cũng từng có một tay cowboy từng bị treo cổ trong căn phòng số 428. Nhưng được kể nhiều nhất vẫn là câu chuyện về bà Elizabeth Wilson, một người quản gia của khách sạn Stanley đã chết tại đây năm 1911. Sau khi chết, hồn ma của bà vẫn ở trong phòng này để lau dọn. Sau khi điểm qua một vòng những khách sạn sang xịn mịn nhưng lịch sử vô cùng kinh hoàng, bạn cảm thấy ám ảnh với khách sạn nào nhất? Và bạn còn biết thêm những địa điểm nào tương tự, hãy comment ngay bên dưới nha. Và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và chuông đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video kinh dị nào hết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!